Con tuyệt vời lắm. Con đúng là một con mèo thứ thiệt, một con mèo biết bắt chuột. Cháu sẽ không thể làm được nếu không có sự trợ giúp của cả hai người. Có gì đâu mà, đó là điều mà chúng tôi nên làm từ lâu rồi, nhưng chúng tôi không đủ can đảm. May mà có cậu đã giúp cho chúng tôi lấy lại can đảm để có thể làm điều mà mình muốn. Vậy thì tốt rồi. Mèo con, cậu có làm sao không? Ôi, may quá cô bé không sao cả. Con bé là anh hùng của gian bếp này đấy. Yeah. Chuyện cậu ấy là đệ tử của tôi mà lại. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong căn bếp của chúng ta, ngày mà chúng ta có thể đánh thắng khỏi lũ chuột. Yeah. Yeah. Lúc này là lúc mà chúng ta có thể hát chung với nhau, hát vì vui mừng chứ không còn hát cho đỡ sợ nữa. Mọi người hát lên đi, hát to vào. Yeah. Yeah. Bóng ơi, sao dưới bếp nhà mình ồn ào thế con nhỉ? Ôi bà ơi, mèo nhà mình bắt được cả chuột cống luôn. Ồ, đúng rồi, bà thấy nó bắt cả mấy cái con chuột bẩn thỉu hay phá phách nhà mình đấy. Mèo con giỏi quá bà ơi. Vậy là câu chuyện của chúng mình đã hết. Một cái kết hạnh phúc như bao câu chuyện đáng yêu khác sẽ là lời chúc ý nghĩa nhất tới mọi nhà, mọi người, và đặc biệt là các bạn nhỏ. Chúc mừng năm mới.